Xin chào các bạn. Đây là video quay các máy bay lớn cất cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất. Các đoạn video này mình được bạn Vinh, một Air Spotter ở Sài Gòn và Cần Thơ gửi cho. Video được quay từ quán Bay Coffee, một quán cà phê ngắm máy bay trên đường Phạm Văn Bạch. Đây là pha cất cánh của một chiếc Boeing 787-9 của Vietnam Airlines. Hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất đang sử dụng đường băng 25R cho cả cất và hạ cánh, nên góc quay ở quán cà phê này rất cần. Có thể nhìn rất rõ khoảnh khắc bánh máy bay rời khỏi mặt đường băng. Đây là chiếc Airbus A330 đầu tiên của hãng Vietjet Air. Và đây là pha cất cánh của một chiếc Airbus A350 của Vietnam Airlines. Và đây chính là chiếc A350 duy nhất trong màu sơn của Liên minh Hàng không SkyTeam. Chiếc này cũng của Vietnam Airlines. Có vẻ chiếc này lại mới phải thay nắp chụp radar thời tiết ở mũi. Và đây là pha cất cánh của chiếc máy bay có sức chứa lớn nhất hiện nay của Vietnam Airlines, một chiếc Boeing 787-10. Đây là pha chạy đà cất cánh của chiếc A350 của hãng Singapore Airlines. Còn đây là chiếc Boeing 777-300ER của hãng EVA Air. Đúng cái sát vậy. Thêm một chiếc Airbus A350 nữa. Chiếc này là của hãng China Airlines, hãng hàng không quốc gia của Đài Loan. Đồng thử vậy. Và cuối cùng là pha cất cánh của chiếc Boeing 787-9 của Vietnam Airlines. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.